giờ đã tới viên đảo Lý Sơn và mọi người đấy, đây là cái bến tàu của viên đảo Lý Sơn. Và lát nữa thì chúng tôi sẽ bắt đầu đi vào trong và đi nhận phòng nghỉ rồi đi tham quan và sẽ ghi lại như tất cả những cái gì mà ở Lý Sơn để cho những anh em, những bạn bè nào chưa đi Lý Sơn thì sẽ được biết là viên đảo Lý Sơn nó là như thế nào. Và bây giờ mọi người đang chờ đây, cũng là lấy hành lý đây. Đây là đảo gì em? Dạ. Đây là đảo gì? À đây là núi Thơ Lợi. Núi Thơ Lợi. Các bạn trẻ đang ở cái hang Tò Vò kìa. Chắc là sáng mai tôi có thể quay lại đây sớm để mới chụp được. Không gì được. Không đi không biết Tò Vò này, tới lên mới biết nó mò vào đây. Không, sớm mai. Nào thì cứ ra đi. Tầm này chụp cũng chụp ở đâu? Đang chìm xịt tối mu không nhìn, không chụp được cái gì. Sớm mai là sớm rồi. Này đi ra đây đẹp đó. Cái này chỉ ngược sáng thì đẹp thôi. Thử đi vào trong nhé. Đấy này, chỗ cái cọc đây này. Đấy, vào cái cột đấy. Đấy, đấy rồi, thôi, quay lại đấy đi. Đang quay đấy, quay lại đây nào. Quay lại đấy. Nào, đi ra đây nào. Đi ra đây. Đúng là như một đàn kiến ở trong tổ Tò Vò. Ăn tối đi. Thôi bán rẻ đi 500. Thôi con chị bà mình bán cho nhà mình ăn. Thôi 500. Cái này là chế biến món gì? Mình nấu cháo, mình nướng, mình hấp 30 món. Ăn đi em. Con này của cua. Chú có mình nướng mà tới, nướng nó ngọt. Cái này á. Có làm con mực nướng không? Đây mực đây. Đó mực nướng nha, ngon lắm. Con này là phân voi à? Con này con cục gai. Mực này ngon mà. Nhum, con này ăn sống được không? Được, đúng không ăn? À, cái ốc này ốc xào. Ốc này là ốc xào. Ốc này ốc xào đúng không? Buổi trưa ăn cá. Không, cái này dạ chị ăn cái này do là biết.
Đây, chị là hai con này đi, hai con này nấu con cua đi. Con này là con gì chị? Hả? Con này là con gì ạ? Con bà nói là thoát là tim giật cả mình. Biết đâu được. Đúng rồi, đúng rồi. Con này nướng ngon lắm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con này là con rất đúng không? Chỉ căng hơn cô quần đế em ơi. Ôi em ăn chả không có. Đó anh em con cả. Đây nước mà đây ăn cái nước mà. Con này hấp rồi. Cặp đấy, tô hùm này 100.000 một cân là ngon đấy. Cặp là ăn cua hùm đế ngon á. Thôi được rồi, công ty đã làm hết, làm hết. Cặp đây lắm. Tối nè. Không, tí nữa mua, tí nữa mua mỗi người một con đi. Rồi, mỗi người con. Hai vợ chồng. Này em ơi, thế thì mời mua luôn để cho mọi người tắm thôi, tí nữa bây giờ là mực là bao nhiêu một ký? Mực mực, chục là 300. Mực là 300, mực là 450. 500 mà đó cho nhà mình bông ngon mà ăn được luôn. Có chị em mua là 350 rồi. Ừ, nhưng mà cá này là cá riêu hồng à? Sáu lượng ở chùa à, tới gần bờ sáu lượng. Sáu lượng bên con nào ngon hơn thì con mua. Cái này là con riêu hồng không? Ờ, mà lấy hai con này nó cũng vui, hai bàn. Cá này nó chết lâu rồi, xong còn sống. Trời ơi, chị ơi, chị dùng cá chết lâu. Trời ơi, cá em mới mua bên này rồi, em thấy chị tới không có tôi. Mới mua chiều thôi. Chị ăn hai con cá này nếu không ngon trả lại cho bạn em. Chị ăn, chị nói sơ luôn á, chị tìm cá là thế mà đầu canh chua. Các thôn đã mang thuyền ra để chuẩn bị tí nữa là đua. Chào tất cả bà con, chào mọi người. Hôm nay là nó một tình cờ cái duyên là được xem tham gia đua thuyền tại đảo huyện đảo Lý Sơn. Giải đua thuyền này là mỗi năm họ tổ chức 2 lần để cầu cho mùa màng tốt tươi, đi đánh bắt được thuận lợi và được nhiều hải sản. Và bây giờ mời mọi người sẽ bắt đầu với chương trình đua thuyền tại đảo huyện đảo Lý Sơn. Thank you.
rồi, nói chung là tầm này là thấm rồi. Và các đội vận động viên đua thuyền chúng ta đã bắt đầu thấm nhiệt. Vẫn nổi tiếng treo đối tượng là nhiệt chùa. Viên nhiệt tình xuống đấy tí tí với biển để họ cùng cổ vũ, và chiếc thuyền cuối cùng cũng đã vượt qua đích để chuẩn bị về trận giải. Nhưng mà chiếc phục này chắc là phục áo chót. Cố gắng lên giải đua giải ở đây. Vòng chiến đấu cuối cùng. Rồng rồi, rồng rồi. Rồng không, rồng không, chân cao. Rồng không, rồng không, chân cao. Những cái bữa thưởng thức những cái đồ hải sản tươi sống nhất